giữ hình trong máy. Ôi hay quá à, bé Thi hay thiệt luôn á. Là up lên clip nào cũng 1 triệu view, không 1 triệu view thì lại xóa đi, không 1 triệu view thì lại xóa đi. Em sợ chị ơi, thật sự nhá, chị không có ấn tượng tốt về em rồi đó. Đây là ca sĩ gốc Hà Nội, bố là nhạc công, mẹ là giảng viên âm nhạc. Nếu mà nói vậy thì là Hoàng Tôn. Mỹ Anh hả? Ủa, nữ hay là nam? Không phải, Hoàng Tôn. Ca sĩ Hoàng Tôn. Tại sao tôi biết? Tại sao? Học trò của cô giáo. Học trò của cô giáo. Mẹ Hoàng Tôn. Đây là ca khúc Tình Yêu Ngủ Quên feat với lại Lee Han, phát hành năm 2021. Sẵn sàng chưa ạ? Sẵn sàng. Âm nhạc bắt đầu. Ai mà không thấy, bao lần say cùng nhau thì anh đều lưu hình trong mây. Giữ cho mình anh, cho mình anh mà thôi. Tiến Luật có vẻ rất tự tin. Tôi nghe mà. Có ai nghe được câu đầu là câu gì không mọi người? Tôi không thấy à. Tối hôm ấy. Tối hôm ấy. Ờ. Harry Won chắc là đang vẽ rồng vẽ rắn rồi. Em sao rồi? Tối hôm ấy mất cái phao ấy. Rồi chơi ngay. Rồi có chữ cuối cùng là mắt buồn. Ủa chữ cuối cùng nhất là chữ mà thôi mà chị. Cuối cùng là mà thôi chị ạ. Sao vậy ta? Chắc là chị nhìn cái ánh mắt của Diệu Nhi xong rồi chị bị lây ra. Cái mắt buồn á. Miss Thi. Ủa gia đình mình hả Thi? Dạ đây là gia đình của mình ạ. À. Đông người vậy. Ủa bạn dễ đẹp quá à. Thì bé lo dễ không muốn lo nghe đó. Nhưng mà em viết được nãy giờ là nhiều nhất á. Xuân Phạm. Tới anh rồi kìa. Tôi hôm ấy ai không thấy, nhưng không thấy, mãi cho mình anh, cho mình anh mà thôi. Mời Master đi. Em nơi đây mà anh không thấy mà thôi. Nói chung là cũng rất khó khăn vì nó quá nhanh. Chúng ta sẽ tìm người sang đáp án. Ai là người mang về nhiều lời chính xác nhất? Người đó chính là Phương Phạm. Hay anh ơi. Bây giờ chúng ta sẽ dùng quyền đồng đội cùng nghe. Bây giờ là nguyên một đám đội hết luôn nè. 3, 2, 1. Ê khoan. 3, 2, 1. Ê khoan. Khoan. Đây là bạn chiến thuật chứ. À bạn chiến thuật đi. Bây giờ mình chia khu nghe đi. Chị like. Em lãng tay nhất cho em nghe câu đầu được không? Trời. Câu đầu mới khó á. Dạ vậy thôi. Vậy em đang nghe được khúc đầu chút xíu. Em sẽ check lại khúc đầu nha. Đúng rồi. Rồi. Rồi tất cả mọi người nghe lại. Em nghe khúc giữa nha, em nghe được chữ trời mây. Vậy chị tiếp tục chắc câu cuối cùng nha. Yeah. Ok rồi, quyết định vậy. Quyền nghe lại dành cho toàn đội. Âm nhạc nghe bắt đầu. Bắt đầu. Tôi nụ đây, ai mà không thấy. Ba lần say cùng nhau thì anh đều lưu hình trong mây. Giữ cho mình anh, cho mình anh mà thôi. Cơn mưa đấy, ai mà, ai không, mà thấy? Không thấy. Bao ngày gì đó. Bao cơn mưa đấy là có 3 chữ, ở đây 4 chữ lần. Chắc là hết cái một cái đoạn đó mới là 8 chữ. Nó hoàn toàn không phải luôn. Không đúng á, tin mình đi anh ơi, hãy tin bản thân mình đi. Đoạn này là rác nên nó phải có vần với nhau. Hôm đấy mới không thấy nó rất là vần. Đúng rồi, cơm khó nha, khó nha, rất ai nhanh không, nha. Ai mà không thấy là chắc chắn rồi đó. Đúng nghe rồi, đỏ, đúng không? Rồi, xin mời đại diện thử lần 1. Rồi, mời bé lên Quang Hùng. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng ạ. Và bây giờ hãy cùng nghe nhạc quán ba ăn nào. Cố lên em ơi. Cái gì ạ? Thôi em đùa đấy. Thôi anh đùa đấy. Phải ai mà không thấy. Rồi chứ phải luôn á. Cái gì chấm hỏi? Chứ em hơi xấu thông cả. Rồi chấm gì đó không biết. Chị Harry có chữ chơi ngay bao người có ngay. bao xong rồi thì chơi ngay, có chơi ngay đó. Cái bao chơi ngay. Cái sao cái cô của cái bao gì đó xong rồi sẽ có chữ chơi ngay. Dạ. Thôi bây giờ quan trọng cái thôi, câu cuối. Thôi cứ viết chữ cuối cùng đi em. Câu cuối nè, em nghe bà chị hết dầu của anh, hết xong cái dầu rồi bà nhắc em nè. Chị Nhi à, hết dầu nha. Ai chịu mình. Mà thôi đúng rồi.
Mãi cho mình hai anh. Lần hai lần cho mình ăn mãi mà thôi. Cho mình ăn, cho mình ăn mà thôi. Và đây là đáp án. Còn cái màn đó nữa hả? Ủa có cái này nữa hả? Thất bại. Và bây giờ 50% thức ăn sẽ thuộc về tổ trưởng bếp ăn ngon. Trước khi đến lượt thứ hai, chúng ta sẽ có 6 quyền để lựa chọn. 6 quyền luôn. Xin mời. Ôi. Ê, tốc độ 70%. Cho Missy chọn đi, Missy chọn. Em chọn tốc độ 70%. Tốc độ 70% âm nhạc. Tập trung, tập trung nghe nha, tập trung nghe nha. 3, 2, 1, âm nhạc. Giờ anh ráng nghe cái câu số 3 nha mấy đứa ơi. Tôi đưa tay, ai mà không thấy. Ba lần xe cùng nhau thì anh đều lưu hình trong mây. Giữ cho mình anh, cho mình anh mà thôi. Đó, có chơi ngay đó. Missy. Dạ. Có chắc chắn chưa? Dạ cũng chưa, em đang tẩy xó thôi. Có nghe là người trên mây không? Có ai có nghe nghe giống vậy không ta? Anh chỉ nghe trời mây à, chứ không phải trên thiệt mây. Thiệt ra là cái chữ đó là chữ trong máy. Giữ hình trong máy. Ủa vậy hả? Giữ hình trong máy. Ôi hay quá à, bé Thi hay thiệt luôn á. Đâu? Chị suốt ngày ở nhà reaction MV. Ủa sao biết gia đình ta hay vậy? Ở chị up lên. Là up lên clip nào cũng 1 triệu view. Không 1 triệu view thì lại xóa đi. Không 1 triệu view thì lại xóa đi. À trời ơi. Chắc chưa? Suy cũng hay ha, suy cũng hay á. Bây giờ mà say mà sai là tụi mình suy nè. Anh ơi. 2, 3. Thôi anh đùa đấy. Ai mà không thấy. Bao lần say cùng nhau thì anh đều lưu hình trong mây. Giữ cho mình anh, cho mình anh mà thôi. Đáp án của Misty là một đáp án. Không, cái này là cái lỗ tai của em biết giới trẻ. Chị ở nhà reaction MV này ra 1 triệu view đấy. Em bị lãng tai rồi, làm nhạc viết lãng tai rồi. Tao ngon quá. Đứa em gái ruột của anh vẫn còn đang hít dầu. Để tôi coi. Khi mà tôi xuống như vậy ai quan tâm đến tôi? Ai là người đem đồ ăn tới đút cho tôi ăn? Thưa quý vị thân mến, bé em của tôi đã chơi quá nhiệt tình. Nè Duy ơi Duy, nếu mà thương em chỉ có một mình Misty thôi. Tất cả mọi người đều rất thương chị nên em biết chị rất thích ăn cà ri cua. Em sợ chị ơi, thật sự nha, chị không có ấn tượng tốt về em rồi đó.